Giờ bạn cảm thấy may mắn khi được ai đó sẵn sàng chỉ ra lỗi sai của bản thân. Nhận ra sai lầm và sửa chữa là chìa khóa cho sự tiến bộ mỗi ngày. Tuy nhiên, con người vốn có xu hướng né tránh việc thừa nhận sai lầm. Chính vì vậy, lời nhắc nhở của người khác đôi khi khiến ta chạnh lòng, thậm chí là nổi giận. Ta phản bác, tranh cãi, mỉa mai hay thậm chí là tức giận. Tất cả chỉ là vì cái tôi, vì mong muốn bản thân hoàn hảo. Thật ra thì ẩn sâu bên trong cái sự phản ứng này là nỗi sợ hãi. Sợ hãi rằng khi không hoàn hảo ta sẽ không được yêu thương. Nỗi sợ ấy khiến ta trở nên hung hăng, đánh mất cơ hội trưởng thành và đẩy bản thân vào vòng luẩn quẩn của những lời khen tặng giả dối. Hãy trân trọng những lời góp ý, dù đôi khi chúng đi kèm với cái sự tức giận. Giống như là người đãi cát tìm vàng, hãy tìm kiếm lỗi lầm trong mọi hoàn cảnh và sửa chữa để hoàn thiện bản thân. Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ không còn lo lắng, sợ hãi hay là giận dữ ai cả. Bởi mỗi người đều là vị Phật tương lai đang âm thầm thuyết pháp cho ta. Và sau đây sẽ là một số bí quyết để tiếp thu lời góp ý hiệu quả. Thứ nhất, có thể là lắng nghe, cởi mở. Hãy tập trung vào cái nội dung lời góp ý thay vì tập trung vào cảm xúc của người nói. Thứ hai, đó là cảm ơn người đã góp ý, biết ơn người đã dành thời gian và tâm huyết để giúp đỡ bạn. Suy ngẫm về lời góp ý này, dành thời gian để suy nghĩ về những cái gì đã được nói và xem xét nó có đúng hay không. Tiếp theo, đó là hành động. Nếu lời góp ý đúng, hãy sửa chữa sai lầm. Nếu không, hãy giải thích quan điểm của bạn một cách bình tĩnh nhất. Tránh tranh cãi, đó là cái điều tồi tệ nhất. Hãy tập trung vào việc giải quyết vấn đề thay vì tranh luận ai đúng, ai sai. Bạn hãy nhớ rằng người sẵn sàng góp ý cho ta là người mong muốn ta tốt đẹp hơn. Hãy trân trọng những cái lời góp ý đó bởi chúng là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa thành công và hạnh phúc.